gà cảnh dạ. Gà thùng kem kia là 5.000 rổ tiền kìa, rổ tiền kìa. Em quen rổ tiền. Quen rổ tiền hả, chứ đừng lấy tiền. Em chắc gì sao chơi mà. Đây một cây 5.000 các bạn, cho ủng hộ anh Hùng nha. À, anh Hùng đang rất là bận, không có thời gian chơi Jojo. Bán linh hoạt trước. Ly này là bao nhiêu anh Hùng? 5.000. 5.000 luôn. Ừ. Rồi giá rất là lẻ. Tới ăn kem được tặng con Zozo. Nếu bạn ăn được tặng một con Bushichon với con Pregnant. Khó luôn. Giá hàng này chả. Ăn ly kem có 5.000 ừ. Tặng Zozo. Cận cảnh kem gì đứa một trắng nữa hay mà má chồng chồng hồi đi nghèo hỏi giật chết. Quá đắt hàng. Đây là anh Hùng mướn Hiku tới biểu diễn cho gây sự chú ý của khách. Chơi chị trẻ ra ngoài, chơi trẻ trong. Gì quá ngắn. Buổi tối hôm nay cũng khá là khuya, cỡ 1 giờ đêm. Làm quá vấn đề nữa. Quá hay. Ba đê. Ôi trời ơi, máu ghê quá. Diễn tả thùng kem thôi. Đây là màu trắng, màu biếc, hai màu sô cô la, màu biếc. Đây ở đâu, đây màu đen, trắng đen, màu trắng.